sẵn mặt cơ chàng chí vật nẹ buông xoay nhớ rốc bèng thô chí phơi đo lọ bó xa mây thả buông đàn bầy xong con mía đá bầy đá con to đẹp xa 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 bèng phút Sala đã xây dựng vào năm 2021 các bạn. Có đi cùng sân tên là bạn Nhân Kim, Ngọc Danh Nguyên Lóc, Hoàng Thanh, Thanh Hoàng Trà Vinh, Thanh Hoàng Thanh TV. Sân tên TV mến chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay sân tên đến chùa giữa, tức là chùa Chùm Prasat Sakandai thuộc xã Hòa Thượng, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Thì hôm nay nhân dịp lễ khánh thành giảng đường, sân tinh đến chùa để review một vòng cho các bạn xem ha. Bây giờ sân tinh sẽ mời quý vị và các bạn vào phía trong ha, để coi chuẩn bị lễ tới đâu ha. Thì phía trước màn hình các bạn thì sân tinh cũng thấy đang dừng rạp rồi nè. Hôm nay thì làm lễ khánh thành, sơn tinh đến cập nhật trước cho các bạn xem. Tối nay sẽ diễn lễ an vị Phật, cũng như là tụng kinh cầu siêu. Đêm nay là đêm 27 tháng 8, nhằm ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch. Đến 28 tháng 8 tức là mùng 2 tháng 8 âm lịch sẽ được tiếp đón các vị Phật tử. Trong đêm đó thì ban tổ chức cũng như là ban quản trị chùa sư cả lên. Phía này rạp đã xây xong. Phía bên đó thì trang trí hoa rất là đẹp. Phía bên đây những gốc cây được điêu khắc rất là đẹp. Các vị sư đang sở chuỗi. Các bé bên đây nữa. Ở sân tinh vào phía bên trong để quay cho các bạn xem luôn ha. Hoa lại ha, cắm làm cắm hoa. Để xuân tinh vào phía bên trong. Phía trong này được trang trí những hoa rất là đẹp. Phía đây thì tối sẽ tụng kinh và thuyết pháp. Thank you.
phía bên trong này là những di ảnh của các vị đại đức trước, người đã có công xây dựng chùa. Thì sau khi nguyên tịch thì chùa cũng lập bàn thờ phía bên đây các bạn. Cái này là cặp đèn cầy được điêu khắc rất là đẹp các bạn. Ở phía trên thì những nét hoa văn rất là đẹp luôn các bạn. Phía trên đó thì chỗ gốc cột ở trên thì đó là nàng tiên nữ lấy hai tay chống đỡ nóc sala các bạn. Hoa văn về Đức Phật Thích Ca, ngài cởi ngựa đi tu thì chàng Ma Ha đã chặn lại không có cho ngài đi tu các bạn. Ở phía bên đây thì khu vực đại Phật tử ở khu vực này ha. Ở phía sau này là khu vực nhà bếp. Lối bên này thì phía sau nơi bên nhà bếp sẽ đi lên phía bên này vô chai đường hả các bạn. Ở chai đường này còn được gọi là giảng đường nữa. Thì có những cái cột có dáng hoa văn rất là đẹp luôn ha. Phía bên đó là nóc ngôi chánh điện các bạn. Thì phía bên đây thì phía dưới này thì đã chuẩn bị những rạp để đón Phật tử gần xa đến dự buổi lễ. Phía bên ngoài cổng. Phía hôm nay sẽ cho là cộng phụ, thì sau khi mà Phật tử đến chùa xong thì sẽ vô hướng bên kia, xong thì sau khi cúng dường xong thì sẽ ra ngoài cổng bên này ha. Ở phía ngoài này thì bán đồ rất là đông ha. Bây giờ Xuân Tinh sẽ vào phía bên trong để quay cho các bạn xem đi. Thì lễ khánh thành này được người ta đến đây bày bán rất là nhiều đồ không các bạn. Những bán những gấu bông rất là đông. Còn phía bên này thì ngôi chánh điện thì Xuân Tinh đã cập nhật cho các bạn xem rồi ha. Ngôi chánh điện thì được khởi công xây dựng vào đầu năm 2018, đến nay là đã 4 năm rồi chưa có hoàn thiện. Thì rất mong quý Phật tử cũng như là quý mạnh thường quân trong và ngoài nước cùng hung phước gửi tỉnh tài về để cho chùa xây ngôi chánh điện để hoàn thiện sớm hơn. Thì phía bên đây có những bài bán những tượng Phật, hình ảnh Phật. Cái này tượng Phật rất là đẹp luôn. Ở bên đây nhang. Thì Xuân Tinh đi buổi chiều tối rồi. Giờ là 16 giờ rồi. Ra quay cái mà hình ảnh không có sắc nét các bạn. Ở phía bên đó thì có Hạnh Phúc 84 Đời Sống. Còn khu vực bên đây là phía bên đây là Nhạc Sống. Nhạc Sống sẽ chơi tối nay 27 tháng 8.
năm 2022. Ở còn phía bên đây thì là Sala, Tăng Xá. Thì đã cũ rồi, Tăng Xá bên đây cũng đã cũ rồi các bạn. Hiện tại thì đã xây dựng ngôi chính điện và xây dựng giảng đường vừa xong. Thì nay thì sẽ làm lễ thanh thành. Thì phía trước Sala San giảng đường có tượng Phật Thích Ca đứng phía trước. Bên đây ngôi chính điện. Mấy đứa nít chạy. Các đoàn múa như là xây giam, đội múa là xây giam, chằn, khỉ, con ngựa. Ok. Sala đã xây dựng vào năm 2021 các bạn. Khi em đó đi cùng sinh tên là bạn Nhiên Kim, Ngọc Danh Vlog, Hoàng Thanh, Thanh Hoàng Trà Vinh, Thanh Hoàng Thanh TV. Hello. Rồi, mình sẽ cập nhật cho các bạn xem nhé.